Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già chia sẻ về bài nói về cận tử nghiệp cay đắng của kẻ ác. Ai rồi đây cũng có ngày cuối đời, đúng không các bạn? Không có người nào mà tránh khỏi cái ngày này hết luôn, Tiết Già bảo đảm luôn. Mà ha, có người thì cuối đời được 100 tuổi thì may lắm rồi đó các bạn. Còn cái cuối đời mà giống như là có vài chục tuổi rồi các bạn thấy không? Rất là khổ, hoặc là hành hạ không chịu đi mà ở lại, mà coi như hành hạ cận tử nghiệp này rất là cay đắng cho những người nào mà ác á, các bạn biết sao không? Tiết Già chia sẻ là để cho các bạn không phải là giống như là mình nhiều chuyện, hay là mình nói lên những cái sự mà đau thương như vậy, nhưng mà mình tu á là mình phải cần hiểu biết nha các bạn, chứ đừng nói mà tu thì lo tu đi. Tu á thì dĩ nhiên là lo tu rồi, nhưng mà mình không hiểu thế sự, không hiểu sự đời, thì coi như là mình sống trên cái mặt trần gian này là mình còn mang cái xác phàm. Mình cũng đi làm kiếm chén cơm ăn, mình cũng có xóm, có riền, có đồng hương, có đồng bào, có tất cả, đúng không các bạn? Chứ mình đâu có thể nào mà mình ngồi cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gì hoài được. Nó nếu được vậy thì cũng tốt, mà như vậy lấy gì mình sống? Cho nên Tiết Già chia sẻ để phân tích, để cho các bạn biết được cái gì mà cũng như là nó ác nghiệp, để sau này coi như cái cuộc đời trở về già nó rất là khổ, tức là cận tử nghiệp. Cái ngày mà cuối đời nó đau đớn dữ lắm các bạn ơi. Bây giờ thì coi như là giống như hiện tại bây giờ nó chưa có gì hết, thì mình thấy sao tôi còn khỏe quá, tôi không có sao. Hoặc là mình nhìn thấy rằng là ủa cái kẻ ác đó thấy người ta bình thường chưa thấy gì, thì nói chung là người ta còn phước. Người ta còn phước thì thôi, cho ta thêm miếng nữa đi. Khi nào người ta hết phước rồi, lúc đó các bạn tự dưng các bạn thấy cũng động lòng thương người ta nữa. Học các bạn không có còn mà giống như là thù hận hay là giận hờn đâu. Tại vì người ta không có biết. Nói chung là người ta không có biết. Rồi người ta sống trong cái kỳ ba này á, rồi người ta quá là tham vọng đi. Mình á thì cũng như mình được có cái số tiền nho nhỏ, mình mừng lắm, đúng không các bạn? Có cái này trời ơi, cả tỷ tỷ cái gì mà đô la nha, triệu triệu đô la, chứ không phải mà không phải triệu triệu Việt Nam đồng ha. Đó các bạn thấy không, mình có được triệu bạc Việt Nam đồng mình mừng gần chết. Còn này nó có tỷ 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 triệu triệu đô la mà bây giờ nó còn tham lam như vậy nữa. Cái này mới đáng nói, mới đáng coi như là cũng như là lên tiếng để cho tất cả ai cũng nhìn thấy đó. Mà tất cả chúng ta phải ráng cố gắng tu tập để hồi hướng cho đất nước Ukraine cũng như đất nước Nga hiện nay. Hai nước cùng chung số phận nha các bạn, chứ không phải riêng về cái nước nào hết các bạn ơi. Tất cả đều là anh chị em của chúng ta hết luôn. Không có phải mà cái này là do cái kẻ tham lam mà nó gây sự nó lên, cho nên tất cả chúng ta khổ lây. Thì coi như là mình thương, phải thương đồng loại. Nó thương đồng loại còn hơn thí bạc đó các bạn. Thương là thương tất cả, chứ đừng có gì mà nghĩ rằng cũng như là mình binh bên đây rồi mình giống như ghét bên kia. Đó giờ nhìn lại đi, cái nước Nga bây giờ cũng coi như biết bao nhiêu người đau khổ. Người Việt mình cũng có trong ở nước Nga đó các bạn. Làm ăn đâu có được đâu, các bạn thấy không? Rồi phải cuốn tượng cuốn gói về nước, các bạn thấy khổ chưa? Cái năm nay là bắt đầu là cái khổ nó sẽ đến cho đến cũng như là trần gian, mà coi như là khắp cái quả địa cầu này. Ai hiện tại bây giờ còn ngồi đây còn được chén cơm ăn là người đó nên niệm Phật, ăn chay, làm lành và tích phước và tu theo đạo của gia đình mình. Nó Tiết Già thường nói là đạo gì cũng được hết luôn. Nó miễn sao mình có tu, đạo nào cũng dạy cho mình sự tốt đẹp. Không có đạo nào mà dạy mình đi tham hết đó các bạn. Không có đạo nào mà dạy mình đi thả bom hết á, nói thật chứ các bạn. Đạo nào cũng kêu ngừng chiến tranh đi, đúng không các bạn? Mà bây giờ á, những cái kẻ ác này người ta không có biết cận tử nghiệp của những người mà coi như ác nghiệp mà thả bom, mà coi như làm hại biết bao nhiêu chúng sanh, thì coi như cận tử nghiệp. Các bạn biết rằng người ta trở về già một là điên, hai là coi như là sẽ đau đớn, sẽ hành hạ. Không có bao giờ ra đi liền hết đó các bạn. Không có ra đi liền đâu. Phải hành hạ một thời gian mới đi. Đó, tất cả những coi như là quan gia trái chủ nó tới mà làm sao mà nó để cho đi được các bạn.
Rồi những người mà coi như tất cả những người đâm heo thuốc chó cuối đời cũng thê thảm luôn. Hôm nay Tiết Già chia sẻ về cái bài mà gọi là ai rồi cũng có ngày cuối đời, cho nên hãy ai mà biết rằng á là mình làm những cái gì sai trái thì quay đầu về vẫn còn kịp nha các bạn, lúc nào cũng kịp hết, chứ không có phải mà sợ rồi tôi sợ quá không biết có kịp hay không, vẫn còn kịp. Đại ân xá Thượng Đế đang chờ, coi như là đò chiều chiến chót cái chúng sanh để rước lên qua một cái bến bờ mà gọi là không còn u mê nữa. Cũng tại vì cái cuộc mà gọi là thử thách, coi như sàng lọc của chúng sanh mà chúng sanh không có biết. Tại sao mà phải thử thách và sàng lọc? Nếu không thử thách sàng lọc thì đây không phải đúng là một trường thi. Trường thi thì dĩ nhiên phải ra một cái đề thi rất là khó, đúng không các bạn? Cho nên mình thi, nó ai mà coi như ráng cố gắng học đạo cho cao thì thi đậu cho sớm, còn ai học đạo chậm thì coi như rớt, nó rớt hết kiếp này tới kiếp kia, rớt hoài luôn các bạn ơi, rớt coi như là triền miên luôn. Mà nó rớt cái đâu không rớt, nó rớt xuống coi như là ngạ quỷ súc sanh, nó rớt những khi mà những cái kiếp mà đuôi mù nha các bạn, rồi những cái kiếp mà thiếu tay thiếu chân, tất cả những gì ta nói nó rớt xuống nó khổ dữ lắm các bạn ơi. Nếu mình biết được coi như là mình sớm mà mình dừng lại đi, nó dừng lại là còn kịp đó các bạn. Các bạn có biết rằng cả tháng nay Tiết Già không có mà gọi là khi nào mà được ngủ mà nó yên giấc hết gần một tháng rồi, đúng không các bạn? Cứ ngủ 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, giật mình là thức dậy là bắt đầu ôm coi như cái điện thoại hoặc iPad mà coi tin tức, coi cái cuộc nó tới đâu rồi, rất là sợ. Mỗi lần mà nghe một cái đùng mà nó ở trong coi như ở trong màn ảnh mà ở đây Tiết Già ôm ngực đó các bạn. Trời ơi, ôm ngực mà nó đau đớn gì đâu luôn các bạn thấy không? Cho nên nhiều bạn nói mình già cũng đúng đó các bạn, không có ngủ được các bạn ơi. Bây giờ không có còn mà già với trẻ gì nữa các bạn ơi, miễn sao có sức khỏe để mà sống thôi. Tiết Già chia sẻ là để cho các bạn vững tâm trên cái con đường tu tập của mình. Và các bạn tu nhiều nhiều vô, nhanh nhanh lên thì coi như cái sự trừng phạt nhân loại giảm xuống. Các bạn tu chính cho các bạn đó, mà các bạn coi như được hồi hướng và cứu coi như cái trái đất này và nhân loại của chúng ta, là anh em của chúng ta nữa đó các bạn thấy không? Càng nhiều người tu chừng nào thì chấm dứt bom đạn, chấm dứt chiến tranh, chấm dứt gây hận thù. Nó chẳng qua là tại vì người ta thích tỷ tỷ đô la người ta mới làm như vậy thôi. Nó rồi dân chúng nó đau khổ coi như là tràn ngập luôn hai cái quốc gia hiện tại bây giờ. Rồi đây không biết nó có lan tràn qua cái nước khác nữa không, hay là nó đi vòng trong cái quả địa cầu này, rồi toàn coi như là nhân loại đi vào cái sự khổ đau đó các bạn thấy không? Tại sao mà người làm ác mà vẫn còn sống nhăn răng vậy, đúng không? Vì coi như là đến cái lúc mà hết phước rồi thì cái nghiệp nó tới. Mà trong năm nay thôi nha các bạn, không có tế sang năm đâu nha. Cái này là bắt đầu làm những cái việc mà gọi là ác lớn trước. Nó coi như là đang coi như là diệt cái ác lớn trước, rồi dần dần mới tới cái ác nhỏ. Nó tại sao mà các bạn thấy trời ơi sao mà cái năm nay nó kỳ quá, đã con dịch tấn công như vậy rồi mà còn như nó còn đi chiến tranh, nó còn đi tấn công mình như vậy, các bạn thấy rất là lạ lùng không? Tại vì coi như làm cho ráo riết cho hết mà, hết cho nhanh nhanh đặng chi biết không, cho nó qua cho lẹ lẹ đặng qua tới 2023 là lúc này các bạn thấy một cái sự hé lộ trong cái con đường đạo đức đã có rồi. Tiết Già nói như vậy là các bạn đã hiểu là coi như ai sẽ đến trần gian này và ai sẽ coi như là dạy cho mình để học đạo thêm nữa đó các bạn. Tại vì bây giờ này là cái người mà chia sẻ và cũng như là giáo quá cái vấn đề mà đạo đức thì bây giờ không biết đường mà tu, đúng không các bạn? Người thì kêu tu trong tâm, còn người thì nói Phật nào trong tâm. Đó các bạn tin ai, đó các bạn tu theo ai. Đó bây giờ đó người ta kêu mình giống như là phải làm cái gì đó, làm lễ, làm lộc, làm gì đủ thứ hết, đúng không? Thôi bây giờ mình nói tóm lại như thế này nè, dịch đã tấn công trên trần gian cho nhân loại rồi thì làm ăn rất là khổ, rất là khó. Thì theo như Tiết Già là tu
là tu chỗ nào đừng tốn tiền là cái chỗ đó thành đạo. Tu mà tốn tiền là không có thành đạo. Tu mà còn hả ghép vô chữ tiền nữa coi như là mình không có thành đạo. Hỏi các bạn chứ đi tu mà nó tốn tiền quá rồi các bạn hả về các bạn buồn quá, các bạn thấy như sao? Là các bạn không có thể nào mà có tinh thần để tu nữa, đúng không các bạn? Rồi Tiết Già chia sẻ cho các bạn, tu là phải có tiền, tu là phải dành được tiền nhiều. Đó, các bạn tu ăn chay niệm Phật ở nhà, không đi hát karaoke, không ăn nhậu, không rượu chè, không gì hết, tất cả những gì, không sắm mỹ phẩm nữa. Nãy giờ Tiết Già nói nhiêu đó, cái các bạn cộng lại coi bao nhiêu tiền rồi, sơ sơ cũng được vài triệu rồi, đúng không các bạn? Đó, các bạn thấy không? Rồi mình ở nhà mình ăn chay, mình niệm Phật, mình đọc kinh hàng ngày, đó mình tu tập hàng ngày là gọi là tu tại gia. Ngày xưa các bạn có biết rằng những cụ bà coi như tu tại gia, tại vì hồi xưa chùa các bạn có biết rằng đâu phải như bây giờ đâu, cũng như đi thật là xa, đi qua hả bao nhiêu cái cảnh đồi núi mới có được một ngôi chùa. Ở trong những cái hẻm cũng như trong những cái hốc mà xa xôi hẻo lánh, nó gọi là hẻo lánh. Còn bây giờ chùa là một ngay thành phố luôn đó, các bạn thấy không? Đó, cho nên hả bây giờ nó khác hẳn. Mà hồi xưa là các bạn tu theo người xưa ha, các bạn tu theo người nay nó đúng đó. Thì bây giờ Tiết Già chia sẻ tu theo cái cách người xưa là coi như tu Phật tại tâm, chứ Phật không đâu xa. Đó, đừng có đi tìm kiếm Phật ở đâu hết đó, rồi tốn tiền tốn bạc rồi về nhà rồi coi như là hả khổ đau. Nhiều khi các bạn biết không, đi chùa rồi cái bạn mình rủ nó nghe nè, ê nó nghe nè đi chùa hôn chị, cái nói trời ơi không có tiền, cái nói hả không có tiền em cho mượn nè. Cái xong cái lời chùa mình suy nghĩ, con không biết mua bông huệ ha, bông hồng ha, bông lan ha, bông cúc, bông gì ở trước cửa chùa bán ra trái cây rồi mình cũng phải suy nghĩ, đúng không các bạn? Thì cái việc đó nếu như ai giàu thì người ta làm như vậy cũng không có sao. Còn Tiết Già chia sẻ cho những bạn nào hả cũng như là hả không có tiền giống như Tiết Già gì nè, cho nên cái cách tu này là hả coi như là tu hả thành công 100% luôn. Điểm thứ nhất là mình không gây ác nghiệp, mình không có đi ra đường nữa, mình không có tạo nghiệp gì hết nữa ở trong nhà đó, mình không có hả sợ sệt một cái gì hết. Tại vì ra đường á nhiều khi mình tranh đua bay nhảy, rồi mình hơn thua, mình lái xe, mình tất cả những cái gì mình lỡ, nếu như mình đi làm mà mình kiếm tiền thì bắt buộc mình phải lái xe thôi. Còn tự dưng mình đi chơi ha, mình đi ngông ngông mà mình lái xe như vậy hả, nó vừa hao xăng nữa, đúng không các bạn? Cho nên bây giờ cái sự tu của Tiết Già chia sẻ với các bạn rằng là mình ở nhà mình tu, không có đi đâu hết. Chừng nào mà con dịch nó chấm dứt đi rồi hả, mình hả đi đến chùa tu đó. Chứ bây giờ là coi như đi xa tu không có được nữa. Rồi tới hả cái năm mà 2022 này chấm dứt rồi, các bạn sẽ thấy còn một cuộc mà gọi là hải hùng tiếp tục nữa nha các bạn. Chưa có hết đâu đó. Nó tại vì không có diệt nổi cái kẻ ác hết một lần, cho nên phải hả diễn biến liên tục luôn. Rồi quay lại nói về cái vấn đề mà hả ngày cuối đời, trong ai cũng có ngày cuối đời hết đó. Ngày cuối đời của mình á, người tu á thì ngày cuối đời rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như có nhiều người bị cảm, bị sốt, hay là bị đau tim, hay là bị đau một cái gì đó, nó rất là nhẹ nhàng. Cái tuổi già 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi gì đó, đúng không các bạn? Ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Còn nếu như kẻ ác á, thì không bao giờ mà có cái bệnh đau tim hay bệnh cảm hết đó các bạn. Những người ác á, là thường thường họ bị điên khùng, họ bị hành xác, họ bị ung thư, họ bị ghẻ lở, họ bị tất cả những gì, không bao giờ mà ra đi nhẹ nhàng hết trơn á. Đó, những cái cuối đời là ta gọi là gì, cận tử nghiệp. Mà tại sao gọi là cận tử nghiệp? Tại vì cái lúc người mà sắp sửa ra đi á, là dùng cái chữ gọi là, nói là cái chữ cận tử nghiệp, là cái tử á, nó sắp tới rồi. Cái nghiệp chướng nhiều đời, nhiều kiếp cay đắng đau khổ, bao nhiêu hành hạ mấy người, nó quay lại nó tìm mình, coi như quỷ sứ nó đứng á, nó trực cái lúc mà mình hôi hốt. Tại sao những người ác và hôi hốt không có ra đi liền được là lý do này. Nó cứ ngáp ngáp, nó cứ la la, nó cứ cũng như là rên rên mà không có đi được, mà rất là đau đớn luôn các bạn. Tại sao mà Tiết Già biết? Tại vì hồi nhỏ có đi đồng nhi, có đi làm hả giống như đọc kinh rồi tất cả những gì tẩn liệm đó các bạn. Trời ơi, thấy nhiều người hả coi như là cận tử nghiệp, nó la làng dữ lắm các bạn ơi.
không phải mà đi một cách bình thường đâu. Còn những người tu người ta đi một cách nhẹ nhàng, và người tu cao người ta biết trước được cái ngày đi của người ta luôn. Tại sao biết trước được ngày đi? Tiết già chia sẻ luôn nè, nếu các bạn nào hả ráng cố gắng mà tu cao lên nữa thì ngày mà gần ngày đi á là coi như mình không có gọi là cận tử nghiệp như các bạn, mà coi như đây là ngày mà trở về với Thượng Đế. Cho nên hả thần linh nè, rồi hả thánh tiên hả, tất cả những gì, những cái gì mà gọi là hả đắc đạo đứng sẵn đó, hoặc là nói trước cho mình biết mấy ngày, nói rằng là con ơi còn 2 ngày nữa là con trở về, nhưng mà cho mình biết đến cái cõi nào nữa đó các bạn. Chứ không có phải mà cái cận tử nghiệp đâu. Cho nên tại sao người tu người ta vui vẻ hạnh phúc là hả cái lý do này, người ta sống hả người ta không có sợ là như vậy. Cái ngày nào mà coi ra đi là người ta biết trước hết trơn, mà cái ngày ra đi đó là có thần linh, nó có thần linh hoặc là có thánh, có hả tất cả những cái gì mà gọi là đứng cũng như là đứng mà sẵn kế bên mình để rước mình ra đi. Bởi vì sao? Sợ những cái quỷ ma mà nó lộn quá các bạn, nó lộn người rồi nó lại nó rước bậy rước bạ, đâu có được, đâu có được. Cho nên thần linh phải hả giữ mình, giữ coi như hả liên tục cho đến ngày mình thoát xác ra đi, là thần linh hướng dẫn cho mình, thánh tiên Phật hướng dẫn cho mình đi đến một cái cõi tịnh để tu tiếp. Còn cái người mà ác rồi đó, không có thần linh nào tới hết, bỏ luôn đó, cho mặt cũng như là hạ quỷ ma rồi tất cả những quan gia trái chủ nó lợi gọi là làm thịt đó các bạn. Nó muốn làm kiểu gì làm. Có nhiều người rất là tội nghiệp luôn, nó đánh ình ình hay sao mà rên la quá chừng luôn đó các bạn. Nó Tiết già chia sẻ cái ngày cuối đời ai rồi cũng phải tới. Cho nên nếu ai mà làm ác làm gì thì hãy dừng lại đi, nó đừng có tiếp tục nữa. Đó là mình nói để hả cũng như là cái lời mà hả kêu gào thôi, chứ thật ra hả mình đâu có đủ tiêu chuẩn để làm ác đâu, đúng không các bạn? Mình đâu có chức vụ chức quyền gì đâu đó, mình chỉ là hả một cái người bình thường thôi. Nhưng mà đây rồi mà hả mình thấy như vậy đó là hả mình phải hả biết hả làm ác là coi như cận tử nghiệp cay đắng lắm. Cho nên mình thấy như vậy mình ráng cố gắng mình tu. Cho nên hả Tiết già xin chia sẻ thêm về cái vấn đề mà hả Tiết già học biết nhiêu thì Tiết già chia sẻ nhiêu đó. Cả tháng nay á Tiết già không có ngủ được, mà Tiết già hả coi như là hả rất là buồn mà thấy thảm lắm kìa các bạn ơi. Nhìn người nó thê thảm thảm thương gì đâu á, cứ lo hả không sợ lắm, sợ người dân đau khổ, sợ tất cả những gì thì mình cũng đâu phải là làm được cái gì đâu. Đó, mình chỉ có tấm lòng hả coi như là nhân hậu thôi. Thì cái lúc đó đó có thần linh á nói chuyện rằng á, cũng như Tiết già nghe luôn đó các bạn, nói rằng con đừng có lo, tại vì tổng thống Zelensky á có một cái tướng tay á rất là phúc, nhờ cái tướng tay mà tất cả đều qua đó. Hầu như Tiết già đã nói lâu rồi đúng không các bạn, chứ không phải ngày hôm nay. Thì mình nghĩ rằng không biết mình nghe gì có đúng không ta, mà nghe ai vậy nó ngộ ghê vậy đó các bạn. Rồi cái từ từ mình thấy à, thấy ổng hả tới bữa nay mà ổng vẫn còn là cũng đúng rồi. Các bạn thấy rõ ràng là người tu được cứu không? Nó nhưng mà hả do cái phước báo của cái người tu đó được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, chứ không có chắc cái cũng như là hả 100% nha các bạn. Biết nhiêu thì coi như là Tiết già chia sẻ nhiêu thôi. Nó còn nói về cái gì trên cõi đời này không có gì chắc hết đó các bạn ơi. Tiết già chia sẻ đây cho các bạn biết rằng cái cận tử nghiệp coi như hả rất là khổ. Đó, bây giờ thì mình khỏe, mình muốn làm gì mình làm à, làm gì cũng được hết á. Nhưng mà hả tới cái lúc rồi hả, cái ngày cuối đời rồi hả, lúc đó các bạn biết không, nhiều hả coi như bạn bè của Tiết già và tất cả những người mà hả Tiết già đã từng gặp qua đó, khổ lắm các bạn ơi. Người thì nằm giữa đường, người thì con bỏ, mà cái này thôi khỏi nói đi, các bạn cũng biết hết rồi đúng không? Đó là tại vì hồi còn trẻ mà làm những cái chuyện mà gọi là nó quá đáng đúng không các bạn. Tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng coi như là từ đây sắp tới tu hành tinh tấn, để sau này hưởng phước đời đời, cái ngày tuổi già của các bạn được hạnh phúc và hả quay quần bên con cháu. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.